Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tĩnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1177. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Tĩnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật ngăn chặn quyết định của Tổng thống về vấn đề di trú. Biểu tình phản đối sự thô bạo của cảnh sát tiếp diễn ở các thành phố trên nước Mỹ. Tổng thống Obama thắp sáng cây Giáng sinh quốc gia. Tổng thống Obama đã loan báo nhân vật được đề cử chức Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống Obama nhận định ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực quá nhanh, khiến các quốc gia lân bang lo lắng. Ukraine loan báo thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 9 tháng 12 năm 2014. Sinh viên Hồng Kông dự tính chấm dứt biểu tình. Al-Qaeda ở Yemen dọa giết chết con tin người Mỹ. Và sau cùng là nhiếp ảnh gia Mỹ gốc Việt kể về bức ảnh biểu tượng hòa bình. Sau đây là phần tin chi tiết, tin Hoa Tĩnh Đốn. Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua một dự luật để ngăn chặn Tổng thống Barack Obama thực thi lệnh hành pháp ngưng trục xuất gần 5 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ. Quyết định mới đây của Tổng thống về di trú làm hầu hết các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tức giận. Họ cho rằng Tổng thống đã vượt quá quyền hạn hiến định của ông. Tuy nhiên, dự luật này chủ yếu được xem như là một thông điệp chính trị gửi đến Tổng thống. Các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội lên tiếng kêu gọi ủng hộ dự luật do dân biểu Ted Yoho đề xuất nhằm vô hiệu hóa lệnh hành pháp có tác động rộng lớn mà Tổng thống ban hành trong tháng trước để che chở cho hàng triệu người di dân khỏi bị trục xuất. Dân biểu Cộng hòa Tom McClintock nói Tổng thống đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng về hiến pháp qua hành động đơn phương như thế. Nếu để yên cho Tổng thống hành động trong vấn đề này, thì việc phân quyền và hệ thống kiểm soát cũng như sự cân bằng quyền lực đã tạo thành nền tảng hiến pháp của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Tò Bạch Ốc nói, Tổng thống hành động trong quyền hạn hiến định của ông để đình hoãn việc trục xuất cha mẹ của các công dân Mỹ và con cái là những thường trú nhân để giúp cho gia đình được đoàn tụ. Tò Bạch Ốc công bố một thông báo cho biết, nếu dự luật của Hạ viện được chuyển đến Tổng thống, chắc chắn ông sẽ phủ quyết dự luật này. Về phía Thượng viện, lãnh tụ khối dân chủ đa số, Thượng nghị sĩ Harry Reid đã nói sẽ không đưa dự luật này ra biểu quyết. Tiếp theo nguồn tin trên, các nhà lập pháp dân chủ nói cựu Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan cũng đã ban hành lệnh hành pháp để che chở cho các di dân bất hợp pháp và ông không bị cáo buộc gây nên khủng hoảng hiến pháp. Dân biểu dân chủ Luis Gutierrez đứng bên cạnh tấm ảnh bằng giấy lớn bằng người thật của Tổng thống Ronald Reagan. Ông đổ lỗi cho đảng Cộng hòa tại Hạ viện không thông qua dự luật cải cách di trú mà Thượng viện đã thông qua trong năm 2013. Ông nói, rõ ràng là đảng Cộng hòa đa số tại Hạ viện thích bỏ phiếu tượng trưng thay vì thông qua những giải pháp pháp lý thực tế và lâu dài. Các nhà phân tích nói cuộc bỏ phiếu là một phương cách để những thành viên Cộng hòa trong Hạ viện giải tỏa sự tức giận để có thể tiến tới và thông qua luật chi tiêu của chính phủ vào tuần tới. Chủ tịch Hạ viện dân biểu Cộng hòa John Boehner cho biết ông sẽ hoãn lại một sự đối đầu về ngân sách cho đến khi Quốc hội được triệu tập vào tháng Giêng năm 2015. Ông nói, tuần tới, Hạ viện sẽ làm việc để giữ cho chính phủ vẫn hoạt động, trong khi vẫn nắm vững ảnh hưởng của chúng ta. Để khi chúng ta củng cố quyền lực tại Thượng viện, chúng ta sẽ ở một vị thế mạnh nhất để tiến hành thêm các biện pháp chống lại các quyết định đơn phương của Tổng thống. Được biết, đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện vào tháng Giêng sang năm. Nhưng trước khi Quốc hội nghỉ lễ, cả hai Hạ viện và Thượng viện phải thông qua luật chi tiêu để tránh phải đóng cửa một số cơ quan chính phủ, giống như trường hợp đã xảy ra trong 16 ngày vào tháng 10 năm 2013.
tin tổng hợp, các cuộc biểu tình ở New York và các thành phố khác tiếp diễn hôm thứ Năm, tiếp theo quyết định của một đại bồi thẩm đoàn New York không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong cái chết của một người Mỹ gốc châu Phi không mang vũ khí. Những người biểu tình ở New York và các thành phố khác, từ Chicago đến Minneapolis, đã phản đối quyết định của một đại bồi thẩm đoàn New York không truy tố một cảnh sát da trắng trong vụ kẹp cổ chết ông Eric Garner, một người Mỹ gốc Phi Châu. Vụ này đã trở thành một điểm nóng khác về vấn đề cảnh sát sử dụng vũ khí quá đáng nhắm vào những người da màu ở nhiều thành phố, như Tổng thống Obama đã thừa nhận. Có quá nhiều người Mỹ cảm thấy bất công sâu xa khi nói đến sự cách biệt giữa các lý tưởng mà chúng ta quảng bá và cách thức các luật lệ được áp dụng trên cơ sở hàng ngày. Sinh viên tốt nghiệp Monica Melton tham gia biểu tình ở New York hồi xế chiều, trước khi các cuộc biểu tình ôn hòa làm nhiều tuyến đường chính phải đóng cửa. Chiều hướng đã trở nên thực sự đáng lo ngại và tai hại do các vụ Michael Brown, Eric Garner và vô số những vụ khác. Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ, nói rằng đây không phải là điều có thể dung túng và chấp nhận. Thị trưởng New York Bill de Blasio nói lực lượng cảnh sát thành phố sẽ tiến hành 3 ngày tái huấn luyện để giảm thiểu việc sử dụng lực lượng một cách không cần thiết và đem lại sự tin tưởng cho tất cả người dân New York rằng họ sẽ được đối xử một cách bình đẳng. Họ cần phải biết rằng trong khi thi hành công tác cấp thiết này, cảnh sát của chúng ta sẽ luôn luôn dốc toàn tâm, toàn lực, tránh mọi thương tích vô ích và lạy Chúa, tránh mọi cái chết có thể ngăn được. Dân chúng cần phải biết điều đó, họ cần phải cảm nhận được điều đó. Tại Cleveland, Ohio, nơi cảnh sát bắn chết em Tamir Rice, 12 tuổi, hồi tháng 11, em này đang cầm một khẩu súng giả. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nói cuộc xét duyệt cảnh sát Cleveland kéo dài gần 2 năm, nhận thấy có một khuôn thức sử dụng vũ lực quá đáng và cơ quan này sẽ được đặt dưới sự giám sát của liên bang. Thành phố đã thừa nhận rằng các kết quả điều tra về cơ quan này nêu lên những vấn đề quan trọng đối với dân chúng trong khắp cộng đồng này và sẽ cùng nhau chúng ta đồng ý với một tuyên ngôn về các nguyên tắc sẽ dẫn tới một thỏa thuận giải quyết vấn đề được tòa án thi hành. Trong số những người biểu tình ở Washington, có sinh viên Nicole Dashiell lớn lên ở Cleveland, thị trấn quê nhà tôi cuối cùng cũng bị tác động của bạo lực cảnh sát mang tính phân biệt chủng tộc. Và tôi chỉ muốn cho thế giới biết rằng rất nhiều người Mỹ bất bình về sự kiện này và muốn có thay đổi. Các nhà lãnh đạo dân quyền, kể cả mục sư Al Sharpton, đã thông báo một cuộc biểu tình toàn quốc vào ngày 13 tháng này tại thủ đô Washington. Tinh hoa thịnh đốn, Tổng thống Obama đã thắp sáng cây Giáng sinh quốc gia ở phía trước Tòa Bạch Ốc vào chiều thứ Năm ngày 4 tháng 12. Cùng tham gia sự kiện có đệ nhất phu nhân Michelle Obama và hai cô con gái của họ và mẹ ruột bà Michelle. Trước sự chứng kiến của đông hàng ngàn người, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng, Tổng thống Obama nhắc lại một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử. Năm 1923, học sinh các trường ở Washington viết một lá thư gửi Tòa Bạch Ốc, yêu cầu nhân viên ở đây dựng một cây Giáng sinh trên bãi cỏ phía nam của tòa nhà. Từ đó đến nay, hơn 90 năm, cây thông Giáng sinh quốc gia vẫn ở nguyên tại chỗ, như một biểu tượng của hy vọng và tinh thần mùa nghỉ lễ. Sự kiện thắp sáng cây Giáng sinh quốc gia thường niên lần thứ 92 được ngôi sao Tom Hanks và Rita Wilson cùng tổ chức với sự giúp đỡ của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bao gồm Patti LaBelle và The Tenors. Tòa Bạch Ốc cho biết con số khán giả tham dự buổi lễ lên đến hàng ngàn người. Ông Obama cũng tiết lộ rằng cây Giáng sinh năm nay được trang trí theo một cách khác rất độc đáo. Các nữ sinh viên của 50 tiểu bang sử dụng computer để kiểm soát màu sắc và sự chuyển động của ánh sáng trên cây thông. Ông nói đùa, đây là một trong những vài điều mà ngôi sao Tom Hanks không thể làm được. Sau đó,
Tổng thống cùng nhảy múa với ông già Noel. Tin Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã công bố nhân vật được ông chọn để thay thế ông Chuck Hagel trong chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Người được Tổng thống Obama chọn là ông Ashton Carter, một cựu phó Bộ trưởng Quốc phòng và cũng là một chuyên gia về các vũ khí hiện đại. Các giới chức Tòa Bạch Ốc đã thừa nhận rằng ông Carter có tên trên danh sách đã được chọn lựa để đề cử vào chức Bộ trưởng Quốc phòng và đã ca ngợi trình độ chuyên môn của ông để đảm nhận chức vụ đó. Là một nhà vật lý học 60 tuổi, ông Ashton Carter từng là giới chức hàng đầu phụ trách việc mua vũ khí của Ngũ Giác Đài và được sự ủng hộ của cả hai đảng tại thủ đô Washington đầy những chia rẽ chính trị. Không như ông Hagel, là cựu chiến binh đầu tiên nắm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Carter chưa hề phục vụ trong quân ngũ. Được biết, ông Hagel bất ngờ từ chức hồi tháng trước sau 2 năm tại vị và nói rằng quyền lợi của nước Mỹ sẽ được phục hồi tốt hơn dưới một ban lãnh đạo mới. Các giới chức Tòa Bạch Ốc đã công khai bác bỏ tin cho rằng ông Hagel đã bị buộc phải từ chức, nhưng một số các giới chức khác trong vòng riêng tư cho hay rằng đó là điều đã xảy ra. Ông Carter trở thành ứng cử viên dẫn đầu sau khi nhiều nhân vật khác tự nguyện xóa tên trong danh sách những người đang được cứu xét, kể cả Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeff Johnson, Thượng nghị sĩ Jack Ree và cựu giới chức Bộ Quốc phòng Michel Flournoy. Tin tổng hợp. Trong một cuộc hội thảo được nhóm Business Roundtable tổ chức ở Washington, Tổng thống Obama nhận định ông Tập Cận Bình đã củng cố quyền hành quá nhiều và quá nhanh kể từ thời của ông Đặng Tiểu Bình đến nay. Ông Đặng Tiểu Bình nắm quyền từ năm 1978 đến 1992, còn ông Tập, theo ông Obama cho là bất cứ ai cũng cảm thấy sửng sốt về chuyện ông Tập đã tập trung quyền lực chỉ sau 2 năm rưỡi cầm quyền. Theo ông Obama thì chuyện này có những nguy hiểm của nó về phương diện nhân quyền và trấn áp người chống đối, có nhiều mặt tiêu cực và ông Tập hô hào quốc gia chủ nghĩa, khiến cho các lân bang rất lo lắng về ý định của ông ta. Ông Obama nói, nhưng người Trung Quốc rất muốn duy trì liên hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ và chuyến đi thăm Trung Quốc của tôi mới đây cho thấy điều đó. Chúng ta cũng muốn một quan hệ mọi người đều có lợi cho cả đôi bên. Ông Obama tuyên bố ông cảm thấy rất tin tưởng là Hoa Kỳ có thể giải quyết chuyện giao hảo với Trung Quốc theo chiều hướng này và chuyện này có lợi cho thế giới. Nhưng ông tỏ ra bi quan về thái độ hung hăng của Tổng thống Nga Putin. Ông nói ông nghi ngờ Tổng thống Vladimir Putin sẽ thay đổi đường lối cho tới khi chính trị bắt kịp với tình hình kinh tế khó khăn ở Nga. Ông cũng ca ngợi các cường quốc Tây Phương vì cách tiếp cận thống nhất của họ với các biện pháp chế tài. Tổng thống cũng nhắc tới vấn đề di trú, cam kết thực hiện kế hoạch của mình cho phép hàng triệu di dân bất hợp pháp được ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ. Tin từ Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ban hành lệnh ngừng bắn mới vào tuần sau, một phần trong nỗ lực chấm dứt nhiều tháng giao tranh với phiến quân thân Nga gần biên giới Nga. Thông báo hôm thứ Năm cho biết Ukraine sẽ thực thi một ngày yên tĩnh vào thứ Ba để mở đường cho thỏa thuận này. Truyền thông Nga và phương Tây cho biết những lãnh đạo phiến quân nói rằng họ sẽ ủng hộ sáng kiến này. Thông báo bất ngờ của Ukraine là nỗ lực thứ ba nhằm chấm dứt cuộc chiến lan rộng hồi tháng 4 và kể từ đó đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng. Một đề nghị ngưng bắn ngày 5 tháng 9 bất thành sau mấy ngày, trong khi một thỏa thuận ngừng bắn khác dự định sẽ bắt đầu trong tuần này thất bại dưới hỏa lực pháo kích ở miền Đông chỉ mấy giờ sau khi được công bố. Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin thân cận với ông Poroshenko nói thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 12 bằng việc rút lui vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến, miễn là phe ly khai cũng tôn trọng thỏa thuận.
Hãng tin RIA Novosti của Nga trích lời một nhà lập pháp của phiến quân ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng xác nhận thỏa hiệp này. Tuy nhiên, ông Andrei Burkin từ chối không bàn luận thỏa thuận liệu sẽ đứng vững được hay không. Không có bình luận nào từ phía Moscow về thông báo này. Liên minh châu Âu và Mỹ cũng không lên tiếng. Tin từ Hồng Kông, một trong những nhóm sinh viên tranh đấu chính trị đòi dân chủ ở Hồng Kông hôm thứ Năm nói rằng đang tính đến việc chấm dứt các cuộc biểu tình trên đường phố đã kéo dài hơn 2 tháng qua. Tổng hội sinh viên Hồng Kông sẽ quyết định trong tuần tới là có kêu gọi người biểu tình hãy rút khỏi đường phố, dù chưa đạt được mục tiêu có tự do ứng cử trong cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu này vào năm 2017. Một số người muốn ở lại cho đến phút sau cùng, và chúng tôi tôn trọng điều này. Tuy nhiên, chúng ta không thể chiếm đóng một cách vô nghĩa. Theo lời nữ phát ngôn viên Yvonne Lyon, tuyên bố với đài phát thanh địa phương, chúng tôi sẽ quyết định trong tuần tới là sẽ tiếp tục hay rút lui. Tổng hội là một trong mấy nhóm hướng dẫn cuộc tranh đấu hiện nay ở nơi từng là thuộc địa của Anh. Một số thành viên của một nhóm sinh viên khác hiện đang mở cuộc tuyệt thực, trong khi ba nhân vật lãnh đạo nhóm chiếm đóng trung ương, chấm dứt biểu tình, đến trình diện cảnh sát và kêu gọi sinh viên hãy lùi bước. Các cuộc biểu tình đã có lúc được sự tham gia của cả 100.000 người, nhưng hiện nay chỉ còn lại vài trăm người tiếp tục tranh đấu trên đường phố Hồng Kông. Tin Yemen, nhóm Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập đe dọa sẽ giết chết một con tin người Mỹ, trừ phi chính phủ Mỹ đáp ứng những đòi hỏi của nhóm này trong vòng 3 ngày. Nhưng không nêu rõ những đòi hỏi đó là gì. Trong một đoạn video đăng tải ngày thứ Năm, một người đàn ông cho biết tên mình là Luke Somer và nói anh chắc chắn rằng tính mạng của mình đang lâm nguy. Tôi đang tìm bất cứ sự giúp đỡ nào có thể đưa tôi ra khỏi cả tình cảnh này. Anh nói, là một công dân Mỹ sinh ra ở Anh, Somer, 33 tuổi, bị những tay súng bắt giữ ở Sana'a hơn một năm trước. Trước đó anh là phóng viên, từng làm việc nhiều năm ở Yemen. Ngũ Giác Đài cho biết Somer là một trong những con tin mà họ đã hy vọng giải cứu được trong một nhiệm vụ liên hợp với lực lượng Yemen vào cuối tháng trước. 8 con tin được giải thoát trong cuộc đột kích đó ở miền đông Yemen. Somer được cho là đã bị đưa đi không lâu trước khi chiến dịch giải cứu tiến hành. Lực lượng Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập là một trong những thành phần năng động nhất của Al-Qaeda. Nhóm chiến binh này đã thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào phương Tây từ khu vực này. Trong đó, có một nỗ lực bất thành định cho nổ tung một máy bay bay đến Mỹ vào năm 2009. Al-Qaeda và những cơ cấu của họ được cho là kiếm được hàng chục triệu đô la mỗi năm nhờ tiền chuộc con tin. Al-Qaeda đã lên án những vụ giết hại con tin mà đối thủ nhà nước Hồi giáo của họ thực hiện và được truyền thông đưa tin dồn dập. Chính sách của Mỹ và Anh là không trả tiền chuộc. Tin từ Seattle, Washington, một bức ảnh do một người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi chụp về khoảnh khắc một cảnh sát da trắng ôm ghì một thiếu niên da đen mắt đẫm lệ trong một cuộc biểu tình ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, vừa qua được coi là biểu tượng hòa bình ở Hoa Kỳ. Cho tới nay, bức ảnh của nhiếp ảnh gia nghiệp dư gốc Việt Johnny Nguyễn đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lượt trên mạng xã hội, cũng như được các hãng thông tấn lớn đăng tải. Anh Johnny nói, chưa khi nào tôi lại cảm thấy mình được tiếp thêm nguồn cảm hứng từ nhiều người lạ đến như vậy. Rất nhiều người đã chia sẻ bức ảnh của tôi, truyền đi thông điệp đầy tích cực và niềm hy vọng giữa bối cảnh phẫn nộ và đau khổ khắp đất nước về vụ Ferguson. Đúng là tôi rất vui. Cảnh sát Brett Barnum cho các hãng tin mày biết rằng khi trông thấy Devon Hart, 12 tuổi, cầm tấm biển Free Hugs, tạm dịch ôm miễn phí, và khóc trước hàng rào cảnh sát dựng lên để ngăn chặn cuộc biểu tình ở Portland, ông đã gọi cậu bé gốc Phi lại và hỏi rằng ông có thể ôm được cậu không, và anh Johnny đã ghi lại khoảnh khắc quý giá này.
Đó là bức ảnh đầu tiên của anh được đăng báo. Trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình, thậm chí là bạo loạn tại nhiều thành phố ở Mỹ về quyết định của bồi thẩm đoàn không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thanh niên da đen không mang vũ khí ở Ferguson, tiểu bang Missouri. Nhiều người cho rằng bức ảnh đã trở thành một điểm sáng, lay động lòng người. Theo AP, Devontae là một trong 6 em nhỏ được ông bà Hart, một cặp vợ chồng da trắng nhận nuôi. Bà Hart cho biết, một ngày sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, gia đình bà đã cầm các biểu ngữ viết Free Hugs tới trung tâm thành phố Portland để truyền đi thông điệp về lòng nhân ái và sự yêu thương. Bà cho biết người con trai nuôi của mình có tấm lòng vàng, nhạy cảm và em đã nhiều lần đặt lên câu hỏi rằng liệu sau này khi lớn lên em có gặp nguy hiểm vì màu da của mình hay không? Xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Tin Hà Nội, tệ trạng tham nhũng tại Việt Nam vẫn kinh hoàng, tràn lan từ trên xuống dưới, chẳng có gì đỡ hơn những năm trước. Theo một bảng xếp hạng chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế Transparency International công bố hôm thứ Tư 3 tháng 12 năm 2014, bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng Corruption Perceptions Index 2014 tại 174 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo thông lệ. Họ làm cuộc khảo sát hàng năm. Trong bảng xếp hạng năm 2014, Việt Nam vẫn ở hạng rất thấp, thứ 119, chẳng thay đổi gì với những năm trước. Trong khu vực ASEAN, Minh Bạch Quốc tế, chỉ khảo sát 9 nước trừ Brunei, Việt Nam chỉ xếp hạng cao hơn Lào, hạng 145, Cambodia hạng 156 và Myanmar hạng 157. Tham nhũng tại Việt Nam tồi tệ hơn ở Indonesia hạng 107, Thái Lan hạng 85, Philippines hạng 85, trong khi Singapore xếp hạng rất cao, hạng 7. Nằm trong số những nước ít tham nhũng nhất thế giới, phần lớn là các nước ở khu vực Bắc Âu Châu. Một tuần lễ trước ngày 26 tháng 11 năm 2014, cuộc hội thảo đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 13 được tổ chức ở Hà Nội. Có sự tham dự chủ tọa của ông Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với nhiều chức sắc của Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Anh Quốc tại Việt Nam. Trong cuộc hội thảo này, ông Nguyễn Xuân Phúc cả quyết vấn đề chống tham nhũng là quyết tâm chính trị lớn của Đảng và Nhà nước và Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Ông khoe rằng dưới sự chỉ đạo kiên quyết của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, công tác phát hiện và giải quyết vấn đề tham nhũng đã có nhiều biến chuyển. Nhiều vụ án nghiêm trọng, dư luận, quan tâm đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Kỳ Hải từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán thứ 6 mùng 5 tháng 12 2014, Dow Jones 17.958.79, week today cộng 0.73% và year today cộng 8.34%. Đây là một kỷ lục mới của Dow Jones. Nasdaq 4.780.76, week today trừ 0.23% và year today cộng 14.47%. S&P 500 2075.37, week today cộng 0.38% và year today cộng 12.28%. Giá vàng là 1.190.70 một ounce, tiếp tục xuống dưới mức 1.200 một ounce. Dầu thô 65.64 một barrel, tiếp tục đi xuống, và giá xăng
theo công ty AAA thứ 6 ngày 5 tháng 12, 2014, xuống 8 cent so với tuần trước, là $2.711 một gallon. Đồng euro tương đương với một Mỹ Kim 2287 của Hoa Kỳ, đô la tiếp tục lên giá. Và lãi suất mortgage theo Freddie Mac thứ năm mùng 4 tháng 12 2014, 30 năm cố định là 3.89% xuống đáng kể và 15 năm cố định là 3.10% xuống đáng kể. Tình trạng thất nghiệp. Trong tuần lễ kết thúc thứ Bảy 29 tháng 11 2014, có 297.000 người nộp đơn xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 17.000 so với tuần lễ trước đó. Đó là theo phúc trình của Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Năm mùng 4 tháng 12, 2014. Tính đến ngày thứ Bảy 22 tháng 11, 2014, nước Mỹ có 2.362.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 39.000 so với tuần lễ trước đó. Lĩnh vực tư đã cung cấp 321.000 việc làm mới cho kinh tế Mỹ trong tháng 11, mạnh nhất kể từ 1999. Ngành chuyên nghiệp và dịch vụ đã cung cấp 68.000 việc làm, ngành bán lẻ 50.200 việc làm và ngành chế tạo và xây cất 7.000 việc làm. Và tỷ số thất nghiệp trong tháng 11 vẫn ở mức 5.8%, thấp nhất trong 6 năm. Kinh tế và tài chính Mỹ. Tuần này Dow Jones đã tăng 0.73% với kỷ lục mới. Nasdaq đã giảm trừ 0.23% và S&P 500 đã tăng 0.38%. Tính từ đầu năm 2014 tới hôm nay, Dow Jones đã tăng 8.34%, Nasdaq tăng 14.47% và S&P 500 tăng 11.86%. Thị trường chứng khoán với chỉ số Dow Jones đã đi lên trong 7 tuần lễ liên tiếp. Chứng khoán đang vẫn trên đà đi lên. Tổng sản lượng nội địa GDP của Tam Cá Nguyệt thứ 3, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 của 2014 vừa được điều chỉnh lần thứ 3 là 3.9%, vượt trên sự kỳ vọng 3% của các nhà phân tích kinh tế. Kinh tế Mỹ nói chung đang đi lên rất đáng khích lệ. Lợi tức trung bình Median Weekly Wage của 2014 là $797 một tuần, tương đương với lợi tức trung bình của năm 1995. Vẫn chưa có sự tăng gia đáng kể. Thị trường địa ốc tiếp tục phục hồi chậm chạp trong năm 2014. Số lượng khách mua nhà ồ ạt để đầu tư phần lớn bằng tiền mặt của năm 2013 coi như đã biến mất trong năm 2014. Lãi suất mortgage tuần này đã xuống đáng kể ở mức 3.89% cho 30 năm cố định và 3.10% cho 15 năm cố định, là mức rất thấp của năm nay. Giá dầu thô hiện dưới $66 một barrel và giá xăng xuống còn $2.711 một gallon trung bình trên toàn quốc, nghĩa là đã giảm 56 cent so với cùng thời điểm của năm rồi. Phần lớn tiểu bang có giá xăng dưới $3 một gallon, giảm 40 cent so với tháng trước. Khoảng chừng 1/3 trạm xăng trên toàn quốc bán xăng với giá dưới $3 một gallon. Các chuyên viên phân tích thị trường tiên đoán giá xăng sẽ xuống thêm 25 xu mỗi gallon từ đây đến cuối năm 2014. Thứ Sáu, có tin giá xăng tại San Antonio, Texas bán dưới $2 một gallon. Một cánh chích xác hơn, trạm xăng Petronix trên đường Spicewood Drive đang bán xăng thường với giá $1.99 một gallon, trong khi giá xăng trung bình tại Texas là $2.48 một gallon. Hôm thứ Tư, một trạm xăng tại Oklahoma City là trạm xăng tiên phong trên toàn quốc đã bán dưới $2 một gallon. Tại Oklahoma, hiện đang có 3 trạm xăng bán dưới $2, trong đó có một trạm bán $1.89 một gallon. Các vùng thôn quê của Virginia, Missouri, South Carolina, Texas và có lẽ cả New Mexico nữa có thể sẽ theo chân Oklahoma có thêm nhiều cây xăng hạ giá xuống dưới $2 một gallon vào cuối tuần này. Đó là theo lời của ông Tom Closer, Chief Oil Analyst của Oil Price Information Service và GasBuddy.com. Giá vàng tuần này đang ở mức dưới $1.200 một ounce. Kinh tế thế giới. Giá dầu thô trên thị trường hiện nay khoảng dưới $66 một barrel và giá xăng khoảng dưới $2.8 một gallon.
Đây là cả một sự đe dọa kinh tế và tạo tình trạng thâm thủng ngân sách cho các quốc gia xuất cảng dầu OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, như Iran, Venezuela, Russia và Saudi Arabia và một số các nước khác. Các quốc gia OPEC tuần này đã quyết định không giảm mức sản xuất dầu, nên giá dầu và xăng đã rơi tự do. Tổng trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuần rồi đã xác nhận ngân sách Nga đã mất 140 tỷ đô la trong 6 tháng vừa qua do giá dầu đi xuống quá nhanh và hậu quả của sự cấm vận. Hôm thứ Năm, Tổng thống Putin đã điều trần tại Thượng viện Nga về tình trạng kinh tế và tài chính tồi tệ tại Nga hiện nay. Đồng ruble của Nga đã bị mất giá 36% kể từ đầu tháng 7 đến nay và tỷ số lạm phát hiện nay là 8% và sẽ lên mức 10% trong năm 2015. Vật giá vì thế đang thi nhau leo thang, hậu quả là tiêu chuẩn sống của dân Nga sẽ khốn khổ hơn trong thời gian tới và kinh tế Nga đang trên đà bị khủng hoảng. Iran cũng đang bị cấm vận và bị thâm thủng ngân sách trầm trọng vì ngân sách đã được tính trên căn bản giá dầu thô 135 đô la một barrel mà cũng không thể làm gì được để làm ngưng sự mất giá của dầu. Có thể Iran sẽ phải ký một thỏa hiệp nhượng bộ về tham vọng nguyên tử với Hoa Kỳ và đồng minh để được giải tỏa phần nào mức độ cấm vận, hầu có thể cứu vãn kinh tế của Iran đang càng ngày càng suy sụp. Sự thay đổi trong ngành sản xuất dầu với Mỹ sắp dẫn đầu hiện nay đã thay đổi hình thái và sức mạnh kinh tế của toàn thế giới. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia trân trọng thông báo Ngày Quốc tế Nhân quyền tại thành phố New York. Kính thưa quý đồng hương, để tỏ lòng liên đới cùng cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng như phô trương sức mạnh và sự đoàn kết của tập thể người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, nhất là biểu lộ quyết tâm vận động nhân quyền, tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ cho Việt Nam, Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia quyết định sẽ tham dự cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York trong ngày thứ Sáu 12 tháng 12 năm 2014. Sẽ có xe coach bus 55 chỗ ngồi với đầy đủ tiện nghi, máy lạnh, phòng vệ sinh đưa đồng hương tham dự biểu tình. Xe bus sẽ khởi hành vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Sáu 12 tháng 12 năm 2014 từ trung tâm thương mại Eden và sẽ trở về khoảng 9 giờ tối cùng ngày. Trên đường đi, xe bus sẽ ghé đón đồng hương ở Maryland tại chợ Maxim cũ Silver Spring. Trước khi trở về lại Maryland và Eden Center, quý đồng hương sẽ có thời gian để ăn tối tại New York. Đóng góp chi phí chuyến đi cho mỗi cá nhân là 40 Mỹ Kim. Ban tổ chức sẽ cung cấp bánh mì và nước uống cho buổi ăn trưa. Quý đồng hương muốn tham dự, xin vui lòng liên lạc với ông thủ quỹ cộng đồng Nguyễn Văn Đặng ở số điện thoại 571-236-1908. Ông Bùi Mạnh Hùng, số 301-741-5834. Mong mỏi được sự ủng hộ và tham dự đông đảo của quý vị. Trân trọng kính mời Chủ tịch Cộng đồng Đoàn Hữu Định.